Minh Lam cùng với cảm Tú kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Bản tin gồm những thông tin nổi bật trong ngày và những vấn đề đang được quan tâm. Và bây giờ, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị sáng ngày 12 tháng 12, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiên Ninh, có buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tham dự đại hội gồm 5 đại biểu. Trong khuôn khổ đại hội, Hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh sẽ có phát biểu tham luận về nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đề nghị các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất và thực hiện tốt quy định quy chế đại hội, đồng thời thực hiện tốt vai trò đại biểu mà Hội cựu chiến binh tỉnh nhà đã gửi gắm. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng mong muốn các đại biểu trong quá trình tham gia đại hội nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia phát biểu thảo luận và mang những tình cảm tâm huyết, nguyện vọng của hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà đến với đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc. Để phát huy tinh thần ham mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong học sinh, đặc biệt là đem sách đến với học sinh các trường vùng sâu vùng xa, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trao tặng hai thư viện container tại trường Trung học cơ sở An Cơ và trường Tiểu học Long Vĩnh. Đây là mô hình thư viện container được thi công với hình thức module lắp ghép diện tích 3m x 12m x 3m, có đầy đủ trang thiết bị như máy lạnh, máy quạt. TV màn hình rộng, máy tính giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có môi trường lành mạnh để học tập vui chơi, hình thành văn hóa đọc sách và lan tỏa giá trị của việc đọc sách. Với hơn 2.000 cuốn sách với chủ đề đa dạng, phù hợp với tâm lý và sở thích của học sinh, góp phần hình thành nhân cách tốt và rèn luyện kỹ năng sống, mỗi thư viện container trị giá 500 triệu đồng. Tính đến nay, hành trình caravan kết nối giao thương năm 2022 đã đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước hiện đã có 9 thư viện container được bàn giao và đưa vào sử dụng. Chiều ngày 12 tháng 12, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12. Ban Kinh tế Xã hội tiến hành thẩm tra báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phương hướng năm 2023 tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và phương hướng năm 2023. Kết quả về đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng năm 2023. Cùng một số dự thảo nghị quyết, tờ trình và một số văn bản khác của kỳ họp. Qua đó, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện thống nhất nhận định đánh giá đã nêu trong các báo cáo với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các ngành, các cấp, các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội đã đạt được kết quả nhất định, đưa nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Thưa quý vị, theo cơ quan chức năng, thời điểm cuối năm, nhất là thời điểm cận Tết, tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp giật tài sản nói riêng diễn biến phức tạp hơn. Theo cơ quan công an, tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh trong năm qua, phần lớn là các đối tượng tuổi đời còn trẻ, đa số là những người không nghề nghiệp, lười lao động, tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện ma túy cần tiền để thỏa mãn hành vi tiêu cực, hành vi cướp giật tài sản của các đối tượng diễn ra nhanh, bất ngờ và manh động. Các đối tượng có thể gây án liên tục, đặc biệt là trên các tuyến giao thông và những nơi công cộng, nhằm vào chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức trên người hoặc treo túi sách đeo trên vai. Khi bị cướp giật tài sản, người dân có thể gọi số điện thoại đường dây nóng phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh 02763 822001. Hiện nay công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết dương lịch tết nguyên đáng và các lễ hội với quyết tâm đánh mạnh đánh trúng đánh đúng vào các loại tội phạm bảo vệ an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết Thưa quý vị, sau khoảng thời gian tạm ngừng tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong lần tái khởi động này, lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phê sương trảng bàn lần thứ tư năm 2022 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân địa phương mà còn của du khách trong và ngoài nước. Việc trải nghiệm các công đoạn làm nên chiếc bánh tráng phơi sương trảng bàn được du khách đặc biệt quan tâm và thích thú. Năm nay, các hoạt động tái hiện khung cảnh của làng nghề được quan tâm, đầu tư, mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời và chân thật nhất du khách được tự tay trải nghiệm các công đoạn trong quy trình làm nên chiếc bánh tráng vơi xương trắng bàn từ khâu xay bột, nhóm bếp đến khâu tráng bánh, nướng bánh. Với sự hướng dẫn của các nghệ nhân, những chiếc bánh do chính tay du khách tự làm đã được ra lò trong sự mừng vui thích thú. Qua lễ hội lần này, một lần nữa những giá trị của nghề làm bánh tráng vơi xương xứ trảng lại được tôn vinh. Từ 15 giờ ngày 12 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 Ron 92 giảm 1.330 đồng một lít xuống mức 20.340 đồng. Xăng Ron 953 giảm 1.500 đồng một lít ở mức 21.200 đồng một lít. Giá các mặt hàng xăng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 21.670 đồng một lít, giảm 1.540 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 21.900 đồng, giảm 1.660 đồng một lít. Dầu mazut giảm 940 đồng, có giá mới là 13.010 đồng 1 kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 300 đến 400 đồng vào quỹ. Các loại dầu trích vào quỹ từ 500 đến 800 đồng. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12 năm 2022, cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 7, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu thủ công tại 20 BT2, khu đô thị mới Cầu Bưu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ 110 lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở kinh doanh là Trần Quỳnh Dâm, sinh năm 1991, không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh và hóa đơn liên quan đến nguyên liệu sản xuất. Hiện đội 4 phòng BC05 đang tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường số 7 xác minh làm rõ vi phạm để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 12 tháng 12, giới chức Trung Quốc đưa ra thông báo sẽ gỡ bỏ ứng dụng Trivet, thẻ hành trình nhằm theo dõi những người từng đi đến những khu vực có nguy cơ dịch COVID-19 cao. Đây được xem là dấu hiệu quan trọng cho thấy Bắc Kinh có thể sớm gỡ bỏ chính sách không COVID. Theo một thông báo chính thức đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc WeChat, ứng dụng thẻ hành trình sẽ ngừng hoạt động vào 12 giờ ngày 13 tháng 12 sau hơn 2 năm hoạt động Quyết định gỡ bỏ ứng dụng này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố chấm dứt phong tỏa quy mô lớn, cách ly bắt buộc tại các cơ sở trung tâm và nới lỏng quy định xét nghiệm. Được triển khai lần đầu vào năm 2020, ứng dụng thể hành trình do Cơ quan Chức năng của Trung Quốc điều hành, theo dõi lịch sử đi lại của người dùng dựa trên tín hiệu điện thoại của họ, xếp thành 4 cấp độ nguy cơ phơi nhiễm COVID-19. Đây là một phần quan trọng của chính sách zero covid của Trung Quốc, với hàng triệu người được yêu cầu nhập số điện thoại để theo dõi việc đi lại giữa các tỉnh hoặc tham gia các sự kiện. Thưa quý vị, sau khi bay sát mặt trăng tàu vũ trụ không người lái Orion của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, ngày 11 tháng 12 đã trở về trái đất an toàn, hạ cánh trên Thái Bình Dương, hoàn thành sứ mệnh Artemis 1 tàu Orion đã hạ cánh ngoài khơi bán đảo Baja California của Mexico vào lúc 17 giờ 40 phút CMT, tức rạng sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Khi xuyên qua khí quyển của trái đất với tốc độ 40.000 km một giờ, tàu phải chịu được nhiệt độ 2.800 độ C, bằng khoảng một nửa nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Việc đạt được thành công trong sứ mệnh kéo dài 25 ngày mang tính then chốt này, NASA đã đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ vào chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo tới sao Hỏa. Trong cuộc họp báo đêm 11 tháng 12 theo giờ Mỹ, các lãnh đạo NASA đã bày tỏ vui mừng khi sứ mệnh Artemis thành công, nhấn mạnh đây là bước khởi đầu cho những khởi đầu mới. Dự kiến, NASA sẽ phải mất nhiều tháng để đánh giá dữ liệu từ Artemis và chuyến bay Artemis thứ hai quanh mặt trăng dự kiến sẽ được thực hiện sớm nhất vào đầu năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tinhnhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.